Hello anh em, hiện tại thì đang chuẩn bị anh em mình chuẩn bị thay cái đèn hậu của Kia K50 K200 các bạn nhé. Rồi, hàng made in Korea. Con này là hàng Korea xịn 100% anh em nhá, không phải hàng Trung Quốc. Ok em trai, nắp luôn. Đấy, con này rất đơn giản thôi anh em, chỉ việc tháo 4 cái nốc đúng một cái T10. Anh em cắm vào là xong, thế là xong luôn. Đấy, ok anh em. Con em mà không muốn vỡ nhá, thì em đầu tư đây này. Em đầu tư đây này. Bắn bảo hiểm bên ngoài. Và quậy không bao giờ vỡ luôn. Giờ đầu tư đây này nó là ngon luôn. Ê, cái tắm lắp cả. Đúng rồi, cứ luôn. Thế thôi, cứ thế mà nó thôi. Anh em, hiện tại thì anh em mình chuẩn bị ra xe và thay nhá. Đây các bạn, thay đèn hậu thì rất đơn giản thôi. Anh em chỉ việc đặt vào cho mình thôi. Đây các bạn này, đó các bạn thấy không? Đấy, đôi khi thì nó có hơi lệch nào một chút thì ốc cong em ạ. Em cho cái tên đây, từ từ em. Em sai, từ từ, từ từ, từ sai rồi. Em bị va ốc của cong. Em bỏ cho anh. Không ạ, đấy, em nắm lại ốc rồi này. Đấy, khi va thì ốc nó sẽ bị cong. Em đưa đầu tê vào, không đưa cái đầu tê. Đấy, em bẻ đúng rồi, như thế, chuẩn luôn. Đấy, anh em thấy không? Đấy, khi va thì là nó sẽ bị cong mấy cái ốc này, anh em lắn cho nó cân, anh em lắn cho nó cân các bạn, nó bị va thành ra nó lệch. Đấy, xe máy à? Các bạn mà đút cái tê vào các bạn lắn làm sao cho nó cân với cái đèn các bạn nhé. Vì đôi khi anh em bị va thì là thường là nó sẽ bị vỡ tai nha, và vỡ tai thì thường là nó sẽ có tình trạng là bị cong chứ không chân ốc. Đấy, anh em cứ lắn làm sao cho nó cân là được. Đấy, con này phải cho xuống dưới tí em ạ, xuống dưới tí. Xuống dưới này, em bật xuống dưới này. Đấy, các bạn lắn nha này. Đó, các bạn cầm cái tê, các bạn lắn. Cái này nó rất là mảnh luôn này. Cái này mảnh cực các bạn. Đấy, rất là mảnh luôn. Đó, các bạn này, khi va thì nó sẽ bị cong vào cái đốc này này. Anh em lắn lại chút cho mình là xong nhá. Đấy, các bạn, rất đơn giản luôn, thay cái đèn này thế đã ngon à. Các bạn cầm mỗi T10 thôi, anh em thay thôi. Con đèn này nó là đèn Hàn Quốc anh em nhé, made in Korea, Hàn Quốc xịn. Đây các bạn này, đèn này thì nó cũng chất lượng của nó thì nó cũng bằng luôn với cái đèn zin của các bạn theo xe nhá. Đây, chất lượng của nó thì bằng luôn với đèn zin của các bạn theo xe. Đây các bạn này, các bạn nhìn thông số này. Đấy, các bạn nhìn thấy mình zoom chậm tay các bạn xem này. Ở đây thông số này đó. Con này thì là nó giống là hàng theo xe của các bạn nhé. Đây thì so toàn bên này, này. Đây, đây con này thì nó là đèn chất lượng hơn này. Đấy, con này đèn theo xe này. Còn con này đèn Hàn Quốc sản xuất này. Đấy, tí mình sẽ đặt phanh cho các bạn xem qua cái mẫu đèn Hàn Quốc nhé. Thay vào thì nó gần như là 1910 các bạn. Được rồi, con đèn này ấy, thì nó sẽ không có lái có phụ đâu anh em nhé. Nó sẽ là một chiều thì nó quay đầu được các bạn ạ. Đây ví dụ các bạn nhìn chung là bên lái phụ nó sẽ quay đầu được. Đấy, thường thường là sẽ một chiều thôi, không có hai chiều lái phụ đâu. Nhà xuất đánh dấu thôi nhưng mà vẫn là một chiều anh em dùng chung được hết các bạn ạ. Thì bốn cái vị trí ốc này các bạn này, bốn cái vị trí ốc này nó bằng nhau. Nó bằng nhau ấy, thành ra là lắp lái phụ được nhau ấy các bạn nhé. Lái phụ được nhau, một chiều, đó, thế là xong luôn. Ok, thế là ngon luôn các bạn nha. Em ra cảm giác chưa? Đấy, nhà ngon luôn này các bạn. Sau khi thay xong thì bây giờ mình sẽ đến kiểm tra đèn. Các bạn sẽ hình dung nhìn đèn kỹ cho mình nhé. Hai bên nó đạp tương đối giống nhau luôn, màu sẽ giống nhau. Và nhìn kỹ cho mình này. Đạp phanh đi em. Chưa. Đạp phanh. Ok, xin nhan rồi. Đạp phanh em ơi, đạp phanh đi. Đạp phanh và đăng tét luôn. Đạp phanh bật đăng tét luôn, kiểm tra luôn. Đấy, để các bạn hình dung ra cái bóng đèn với nhau thì nó sẽ gần như là tương đương các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Đấy các bạn thấy không? Ok, đấy các bạn thấy không? Đấy. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, vẫn sáng như nhau anh em nhé, sáng đều như nhau. Bên này thì hàng theo xe thì nó sẽ sậm hơn một chút, còn bên này nó sẽ nhạt hơn một chút. Đấy, nhưng mà cái độ chênh lệch của nhau thì nhìn đằng sau nó sẽ không phát hiện được là mấy đâu các bạn ạ. Đấy, okay, anh em nhé. Đấy, anh em nào mà mua đèn hậu này thì ủng hộ cho mình nhá, theo số điện thoại là 09788
23083 và 09788 23038. Ok, thank you anh em rất là nhiều luôn. Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Rất là nhiệt tình luôn. Và đến ngay ở Linh Đàm thôi. Đây đèn này của bạn nhé. Đầy đủ hết rồi em ạ, đầy đủ chức năng hết rồi, ngon rồi. Đầy đủ hết rồi, đầy đủ chức năng hết rồi. Ok rồi. Ok hết rồi. Đèn phanh, đèn lùi rồi là đờ mi đầy đủ hết rồi. Có hết rồi.